Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu với các bạn về cái các cái mẫu lò xo bên mình bán nha. Thứ nhất là lò xo này là lò xo làm mẹt mẹt bẫy bìm bịp, mẹt chim săn đâu các bạn. Cái sợi nó là 1,5 ly tới 1,8 ly nha anh em. Có 1,5 ly, 1,8 ly, anh em cần cái kích thước nào thì mình đưa cái thước đó. Cái chiều dài của cái khu này là 5 cm nha. Cái lỗ này là sắt 6, sắt 7, 8 gì vô được hết nha anh em. Từ 6 tới 8 là vô được ha. Cái vòng tròn này nè. Đó. Cái này mình bán 15.000 một cặp nha anh em. À, rồi mẫu 2 là mẫu lò xo làm lập chim chim sâu đó anh em. Bảy màu đồ á. Đó. Lò xo này thì dài 2 cm nha anh em. Dài từ đây tới qua đây là 2 cm nè. Cái vòng tròn này thì sắt 3 ly đúc vô được nha anh em. Vòng tròn này sắt 3 ly đúc vô được. Cái chiều dài này, chiều dài cái râu nó 5 cm. Anh em muốn bẻ hướng nào thì anh em về anh em tùy ý bẻ ha. Đó. Sắt này là hép, này là hép 1 ly nha anh em. Hép đen 1 ly. Rồi, này làm chim sâu gì á. À, có thể là làm chào màu phiên rồi cũng được luôn. Nó bật cũng đủ sức giữ mấy con chim đó nha anh em. Đó. Cái này là 10.000 cặp nha anh em. Cái thứ ba là lò xo cây. Cái này là dài 25 cm nha anh em. Cây này dài 25 cm. Rất là cứng. Dùng để làm bẫy chuột cống nhum hay là bẫy sóc gì anh em. Bẫy chồn, bẫy mèo đồ đó. Anh em xài lò xo này ha. Rất là bền, mã đồng, xi đồng nha. Rồi thứ tư nữa là cũng là cái làm mẫu đó nhưng mà mình cắt nhỏ sẵn nha anh em. Ha. Cắt nhỏ hai đầu anh em về chỉ cắn thôi. Cái chiều dài nó là 5 cm nha. Chiều dài từ đây qua đây là 5 cm. Cái mẫu cuối của mình là mẫu bẫy chuột đồng. Đó, lò xo rất là tốt nha anh em. Anh em thấy cái lò xo mà máy nó chạy ra nó cứng vậy là anh em hiểu rồi. Ha. Rất là tốt luôn. Không bị giãn nha anh em. Đó, cái này thì 1.000 đồng một cái nha anh em, 1.000 đồng một sợi. Còn cái này là mình mà bán là 2.500 đồng một cây. Cái này là 12.000 đồng một cây. Rất là tốt. Anh em là mua sỉ thì mình bỏ 8.000 một cây. Nếu anh em mà lấy khoảng 500 cây trở lên, 8.000 cây. Còn cái loại này nếu mà lấy sỉ thì mình bỏ 1.000 đồng một cái. Nếu lấy sỉ khoảng từ 500 cái trở lên. Loại này lấy sỉ 500 cái trở lên mình để 500 đồng một cái. Rồi, anh em cần loại nào thì liên hệ mình nha. Chúc anh em thành công.